Hello mọi người, vài hôm nữa là banner nhân vật mới sẽ ra mắt đó, và cùng cái thời gian này là cái giai đoạn quan trọng của Genshin Impact. Sumeru sắp ra và lôi cuốn rất là nhiều người chơi mới. Thì sẽ có một vấn đề mà rất là cũ nhưng mà mọi người đều quan tâm, lúc nào cũng quan tâm cả. Đó là những nhân vật nào là quan trọng và nên sở hữu. Hay nói cách khác là tức là một cái kế hoạch gacha cho nó thật là gọi là logic luôn, thật là giá trị luôn. Thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 7 cái nhân vật. Nhân vật theo cái đánh giá của mình ha, là coi như là cực kỳ quan trọng trong cho cái trò chơi Genshin Impact này luôn. Nếu mà sở hữu được 7 nhân vật này và nuôi nó đàng hoàng, con đường đi phía trước của mình rất là nhẹ nhàng. Đoán thử coi, mình sắp tới nó 7 con nào. Không phải là những ông đi lắc Ayato, Ito, những nhân vật kiểu mà Ayaka, Hutao, Yomiya đi lắc gì đó, nó có thể gọi là gánh vác mình qua những cái mùa la hàng khác nhau. Nhưng mà để nói về độ cần thiết thì những cái con đi bớt không bao giờ là những con quan trọng nhất, cần thiết nhất trong trò chơi này cả. Những con mà quan trọng nhất, cần thiết nhất là những con phải có cái vai trò ảnh hưởng toàn bộ đội hình và thậm chí ảnh hưởng tất cả cái meta nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu 7 con mà theo cái quan điểm của mình là quan trọng nhất mà người chơi Genshin Impact nên sở hữu nhé. Nhất là những cái ông mới, những người chơi mới mà biết cái video này, lấy được 7 con đó nuôi đàng hoàng luôn, bảo đảm con đường đi bắt về sau sẽ cực kỳ thú vị và thoải mái. Ok, và video này là đánh giá theo cái quan điểm của mình ha, theo cái trải nghiệm mình chơi đó giờ. Nếu anh em có cái gì không đồng tình hoặc là có cái ý kiến khác, comment dưới chân biết nha. Bây giờ vô nội dung chính của video. Con đầu tiên sẽ là ai đây? Đó thử coi, con đầu tiên là Kazuha. Ai đó theo dõi kênh mình rồi, 99.9% tất cả trường hợp mình đều dùng Kazuha hết để dẫn đi bớt. Trường hợp nào không thể dùng á mới tính khác. Không thể dùng Kazuha thì sẽ tới cái con nhân vật quan trọng thứ nhì ha. Bây giờ mình nói về Kazuha đi. Đây là cái con mình đánh giá là cực kỳ thiết và quan trọng trong account cao Genshin Impact cho tới thời điểm hiện tại. Cái lý do con Kazuha quan trọng là bởi vì sao? Bởi vì cái sự gọi là nó có khả năng búp sát thương nguyên tố dựa theo tinh thông của nó. Nếu mình có cái lượng tinh thông cao sắp xỉ ngàn thì nó búp tương đương 40% sát thương nguyên tố. Sát thương gì thì tùy cái debuff của mình. Nếu mình có tán hỏa thì búp sát thương nguyên tố hỏa, có tán băng thì búp sát thương nguyên tố băng cho Yaka, ví dụ vậy. Thì cái lượng búp rất nhiều lắm. Cái búp sát thương nguyên tố của Kazuha nó 40%, nó gần bằng cái ly rồi. Nếu mình có con Kazuha trong đội hình búp cho debuff mình thì chẳng khác gì debuff mình nó cầm tới 2 cái ly sát thương nguyên tố. Coi như là con Deluxe này tổng cộng nó không phải 5 món trong bộ thánh di vật nha. Nó có 6 món trong thánh di vật đó. Nó thêm một cái ly vô hình mà con Kazuha đem là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó quan trọng là gì? Là gì? Nó quan trọng là gì? Nó giảm kháng, nó là một con hệ phong. Nó có khả năng gọi là giảm kháng hỏa. Nếu mà đi với Deluxe hoặc giảm kháng, nói chung là giảm kháng nguyên tố 60% rất là nhiều. Hai cái búp này cộng lại, cái giảm kháng và cái búp sát thương thì nó làm cho con debuff mình tạo ra lượng khủng khiếp. Sát thương khủng khiếp luôn, rất là nhiều, rất là phê. Nếu mà mình chơi đi bếp rồi mình muốn sống ảo, muốn cho đẩy đi bếp mình lên cái đỉnh cao sát thương nhìn cho xuống, gần như là luôn luôn sử dụng Kazuha. Rồi ngoài cái chuyện búp ra thì cái bộ kêu của Kazuha rất là xịn rò luôn. Cái QE này là kêu gom quái rất là ngon. Anh em biết rồi, trong cái game này á, cái hồi dùng vệt nó cố tình bắt người chơi phải giết quái cho lẹ, đánh theo thời gian thôi à, nó đòi sinh tồn gì cả. Nhất là mình dễ thấy nhất là trong cái việc đi la hàng, gom quá nhanh đồng nghĩa với việc đi bớt quýt nè. Rồi thêm cái kêu quy của nó, quy nè, bật quy lên cái nó có tán á, mình làm sinh fire hay gì đó thì nó áp cái nguyên tố liên tục lên quá, rất là thích hợp cho những cái thể hệ loại mà đánh nguyên tố. Rồi nó áp nguyên tố bập, rất là đã, rất là dễ dàng. Mấy chuyện này thì qua thời gian chơi hổng ra thì anh em cũng đã thấy coi như là được kiểm chứng rồi ha, không có gì mà quá ngạc nhiên nha. Tới cái cách dùng của Kazuha thì thông thường mình hay dùng Kazuha đi với, nhưng không phải là thông thường đâu, luôn luôn Kazuha thì nó chỉ đi được với lại 4 cái dạng đi bớt nguyên tố mà nó có thể khó tán được thôi. Nó bao gồm thủy, hỏa, băng, lôi. Là mình sẽ đi với đi bớt dạng hỏa nè, Deluxe nè, hoặc là thủy, Ayato, là Heia, rồi Ganyu, Ayaka, Lai Thần. Tức là nó sẽ đi được với những cái nguyên tố mà nó khuếch tán. Còn những hệ khác thì sao? Còn những hệ như hệ vật, hệ Eula. Eula không phải hệ vật lý, nó là cái hệ riêng của nó đó. Còn không tính hệ vật lý đâu. Hệ Eula, rồi hệ vật lý như cái Chin, rồi hệ Nham thì, và sau này sắp ra nữa là hệ Thảo. Thì con Kazuha này không có đi được, nó chỉ đi 4 hệ đó thôi. Những hệ mà Kazuha không đi được thì sao?
thì tới cái nhân vật thứ hai quan trọng trong cái Genshin Impact này, đó là những cái gì mà Kayuha không giải quyết được thì tới cái con thứ hai giao cho ai? Cho Yongli. Lúc này Yongli sẽ là người dẫn đội. Yongli là một con cực kỳ quan trọng luôn. Cái lý do mà nó quý, thứ nhất là như mình mới vừa vừa rồi, cái trường hợp vừa rồi là nó lấp cái khoảng trống của Kayuha, tức là không đi được Kayuha thì đi được với lại Yongli. Và tiếp theo là bản thân cái gọi là cái kỹ năng, cái bộ skill cũng như cái vai trò của Yongli nó cũng rất là hữu dụng luôn. Đầu tiên là nó là một con nhân vật đạo khiên. Đạo khiên rất là dày. Ở cái khiên này nó có rất là nhiều tác dụng khủng khiếp. Tác dụng đầu tiên phải nói là gì? Nó giảm kháng tất cả. Giảm kháng tất cả là sao? Là cái gì nó cũng giảm cả. À, mình vậy là mình có thể giảm được, giảm kháng phong. Như tụi kia là vô kháng phong là như là tụi phóng hành màu xanh không giảm được rồi nè. Nó giảm kháng nham. Rồi sau đó, nếu mà sau này hệ thảo ra, nó giảm kháng thảo nữa. Thấy không? Thứ nhất đó là giảm kháng tất cả. Thứ hai này khiến là dạy anh em build chừng 30-40 ngàn máu, là những con, nhất là những con mà chơi cung á. Cung như Yovia thì mình có thể đi hai đường, thích thì đi với Kayuha, nếu mà muốn đi với Kayuha thì đam cho mạnh, còn hả đi với con Yongli thì an toàn, có cái kiên vô nó bắn 5 kill đam đầy đủ một combo rất là ngon, đi sổ đi bết rồi nữa. Thực ra từ ngày mà có Kayuha mình mới chia làm hai phần, một bên là Kayuha quản lý, một bên là Yongli quản lý. Nhưng mà trước đó con Yongli này hoàn toàn có thể đi chơi gánh luôn phần của Kayuha. Con Yongli nó đi lực hết tất cả mọi đội hình luôn nha, chứ không phải là chỉ đi với lại Nham, Phong hay Thảo đâu. Thực ra nó gánh luôn phần của Kayuha. Tại vì sau này Kayuha ra Kayuha hơi xịn thì mình nhường lại một chút. Chứ thực ra anh em không có Kayuha vẫn cho con Yongli đi được với lại cái những con đánh gọi là kỹ hỏa băng lôi luôn. Mình con Yongli này nó vẫn búp được nguyên tố vậy. Bận bộ gọi là cái bộ phiến đá, bận full phiến đá là nhặt cái tinh búp 35% sát thương nguyên tố, cũng đâu có thua gì cái lượng búp của Kayuha. Mình có làm video nói về chuyện này rồi đây. Kayuha hay Nham nói ổng đó. Nếu mà mình nhìn sâu chỗ này thì rõ ràng tác dụng của con Yongli này nó rộng hơn cả Kayuha nữa. Đi hết Kayuha sẽ bị phế một số đội hình, nhưng mà con Yongli nó không có bị phế đội hình nào. Nhưng mà nhiều khi giờ mình nhường lại, tại vì ngoài chuyện búp thì con còn chịu ngâm quá, ông này không có ngâm quá, ông này thì thiên yêu khiên, thì do đó mình phải tùy tính chất của debate có cần khiên hay không mà phải tách ra hai nhóm. Rồi hiện tại cách dùng của con Yongli thì mình hay cho đi cho dẫn tụi Ito hoặc là Noel đi gọi là đi với team Nham để gọi là vừa búp khiên cho tụi này quẩy. Cái thứ hai nữa là đi với team Nham thì con Yongli nó có một cái lợi nữa là gì, phải không? Là cộng hướng Nham, nó có cái cộng hướng Nham thì giảm kháng Nham nữa, nó cộng chồng vô cái này giảm kháng Nham nè, giảm kháng Nham 20% với lại sát thương gây ra 15% nè, nó sẽ chồng lên cái khiên ngọc, nó giảm kháng Nham tới 40%. Đó là lý do mình rất là thích dùng con Yongli cho cái team Nham. Nhưng mà không phải đó là cách dùng duy nhất của nó nha, anh em có thể dùng được cho những hình khác, tại vì đánh này thì đi quá hợp hay tiên thôi. Nếu mà đi Nham thì cho con Yongli, không thì anh em vẫn có thể đi với hình khác vật lý hoặc đánh nguyên tố như mình nói nãy. Và trước khi có Kayuha ra mình cũng cho con Yongli đi với con Tilak không? Đó, cho nên cái con Yongli này mình nghĩ là đứng vai trò thứ hai, là cái con nên có trong 7 cái nhân vật quan trọng trong cái Genshin Impact này. Thì tùy theo mùa lao hàng, có tùy có mùa thì nó được sử dụng rộng rãi, có mùa thì nó ít lại, nhưng mà cơ bản nó vẫn là một con rất là quan trọng. Như mình đã nói rồi, đi hai thiên hạ, một bên là của Kayuha, còn một bên là của Yongli. Nó đi Nham đi team vật lý vẫn được. Anh what shall we do? Yongli đánh team vật lý hoặc là team Nham còn ngon, xúc mịch nữa. Nếu mà những bạn mà có debate Nham nha, Ito hoặc là Noel gì đó mà không có cái ông Yongli này là một thiếu sót, gọi là đau đớn luôn. Nó dùng thì là thiếu sót đau đớn. Ông này không có Yongli vô bánh chán vô cùng luôn. Cho nên mình nghĩ con Yongli này là cái con cà cao phải sở hữu trong Genshin Impact này. Chưa có thì sau này nó quay lại tìm cách có đi. Rồi bây giờ tới nhân vật thứ ba. Ai đây? Đoán thử coi. Ai mà coi livestream mình chắc giờ lại đoán được rồi. Ai mà coi nghe mình cầm ràm như livestream suốt là biết nhân vật thứ ba là con nào luôn. Không ai khác. Ok, lôi thần. Chúc là bây giờ phải nói nha.
chưa nói chuyện có con này quan trọng hay không, mà nhìn cái ngoại hình, nhìn cái mái tóc nè, kiếm người về thời trang, về hình, về gọi là thiết kế luôn. Không biết vô tình hay cố ý mà những cái game khác mình chơi ngoài Genshin Impact, mình vô mà nó cho tạo hình là mình đều tạo hình giống giống loại thằng này, lấy mái tóc này bê qua đưa qua hết nè, cho đình đinh đều là tạo hình loại thằng hết. Đây là nhân vật nữ có ấn tượng cho mình rất là mạnh cái Genshin Impact này. Đây là nhân vật thứ ba trong cái bản danh sách 7 con của mình. Trong bản danh sách 7 con của mình thì chỉ có 3 con 5 sao nha, còn lại 4 con kia là 4 con 4 sao. Thì thực ra mà nói theo mình cảm giác là chỉ cần 2 con 5 sao là con Zhongli với lại con Kazuha đã đủ gánh cho anh em rồi. Sau này mình chơi mấy con đi bếp rất là dễ. Nhưng mà mình thêm con Lôi Thần này chút. Tại Lôi Thần này nó có khả năng nó bổ sung cái kẽ hở của Zhongli và Kazuha. Bổ sung cái hở là con Lôi Thần này nó có thể là hỗ trợ hết tất cả các dàn đi bếp luôn, phù hợp mọi đội team luôn. Ông Kazuha thì bị dướng bên Nham Phong ha, Nham Phong Thảo. Lôi Thần thì cũng hơi vướng vướng nửa bên thôi, không có ôm trọn nổi. Nhưng mà Lôi Thần này là ôm trọn hết, tức là nó lấp kín cái kẽ hở cho cái ạc của mình, AK của mình sau này muốn mid team gì cũng dễ hết trơn. Tao thì có 3 đứa, 2 đứa kia thì cũng đã dễ rồi, nhưng mà thêm Lôi Thần càng dễ hơn trong việc mid team, sub team nữa. Thì cái tại sao mà nó lại hỗ trợ được cho tất cả các cái nhân vật là nó hỗ trợ cái việc gọi là sạc nộ và tăng sát thương của kỹ năng nộ. Thì con nó không cần cái đó, trừ khi mấy con đi bếp mình không muốn chơi nộ thì không cần thôi, nhưng mà đa số nộ thì ai cũng cần cả. Sạc mana thì nó có bộ kêu rất là xịn sò, đó là e cái Q. Thường mọi người hãy nhớ thì Q đúng không? Tưởng nhất tao nhất tâm. Cái kêu Q của nó là cái kêu rất là quan trọng. Nói về Lôi Thần là kêu Q là quan trọng nhất. Kêu Q nó dùng để sạc mana cực kỳ khủng cho những cái con nhân vật trong team luôn, cho cả team luôn. Và cái Q này nó cũng tạo ra lượng sát thương bổ sung rất là nhiều. Chém một cái là cũng gây ra khúc chắc thương, bổ sung vô cho đi bếp mình quýt lẹ hơn. Còn kêu E của nó thì nó là cái kêu gọi là tăng sát thương của kỹ năng nổ cho cả team. Ngoài ra thì kêu E này nó có thể áp dấu lôi trong trường hợp mình đánh dạng nguyên tố mà có liên quan tới lôi ấy. Nó áp nguyên tố lôi cũng rất là ngon, tại vì cái thời gian kéo dài 25 giây, còn cooldown chỉ có 10 giây à. Cơ bản là cái con này nó không có cooldown, cứ vô là xài bật E có tồn tại mãi mãi, không bao giờ hết E cả. Họ kêu rất là gọi là rất là imba, rất là bá đạo luôn. Rồi cái cách dùng Lôi Thần của bản thân mình á, thì mình hay lắp vô vị trí những cái team mà nó hay là những con đi bếp nào nó hay cần nổ á. Thì thông thường á, mình cái lối xài Lôi Thần của mình á, thường á là mình sẽ lắp vô những team cần nổ kiểu này nè. Đây là một team cực kỳ phê luôn, bởi vì có Ito của mình là build không có hiệu quả nạp. Để sao dồn hết cho phòng ngự với tỷ lệ bột kích sát thương một kích. Thì đánh rất là đã luôn. Ito liên tục quy, liên tục quy. Lôi Thần cũng vậy, Lôi Thần là quy nó tự lo được, tại vì build hiệu quả nạp cho Lôi Thần mà. Hai con này nó chém không ai chịu nổi. Cái team này nó ngon hơn team 4 nham nhiều, nếu mà bỏ 4 nham vô không bằng nha. Hết rồi, Lôi Thần vô chắc hơn nhiều. Và trường hợp thứ hai là mình hay dùng cho con Xiao. Xiao cũng là một con cần nổ, thì mình hay dùng theo kiểu lắp cái điểm yếu của nhân vật, đó là cái con nó quá phụ thuộc chiều nổ. Nhưng mà xài kiểu này thì hơi sang nhiều năm sau quá ha. Cho nên có một cái lối xài mà những bạn mới á, những bạn mới mà sở hữu Lôi Thần á, thì người ta sẽ xài theo hướng gọi là National. Đây, là team rất là thân thiện cho mọi người luôn. Mặc dù team này nó cũng có cái điểm yếu của nó, nhưng mà cơ bản kiểu này là team tạo ra sát thương rất là lớn. Thấy sao? Mình nét nó quyền, nó tăng búp sát thương, búp tấn công cho cả Sanglin, cả Sinh Trù, cả Lôi Thần của team quýnh. Về pha, cái team này nó có điểm yếu là gì không? Nó không có quýnh, nó không có gom quái được, nó gặp những cái bãi quái đông đông đứng xa đầu ở đòn để chạy lại chết mệt thôi. Nhưng đây là những team xài Lôi Thần đạt nhất nè. Tăng sát thương nổ, và ba con này lại toàn là ba con xài nổ. Giảm thời gian hồi kêu nữa. Đây là những giải pháp đó. Mà mình thí dụ mình kẹt cái ạc nào kẹt thiếu đang thiếu như Kazuha hoặc là thiếu Zhongli. Con này đi yên team kia mình để con Kazuha đi bếp. Đó là lắp vậy đó. Con trống mình ví dụ cái dễ hiểu liền nè. Nó lắp con trống là sao? Thí dụ như cái ạc bạn mới qua chưa có đủ mặt tướng, ví dụ có một trong hai Zhongli Kazuha, ví dụ như chỉ có Kazuha mà không có Zhongli, lắp làm sao? Lắp làm vậy, ví dụ có Kazuha không thì Kazuha đi như vậy, đi với Ayaka. Rồi trên đây thì con Lôi Thần nó lắp đường team rồi nè, team này đủ gánh rồi.
là đi xong sao cái gì không không mà nếu mà không cái ạc mà lỡ không có Kazuha mà lại có Yong Lee thì cũng chơi như vậy, giả sử như ạc này không có Kazuha thì chơi giờ vẫn được. Đây, đó, đó. Vậy là nó lắp được khoảng trống cho cái ạc, thiếu một trong hai Yong Lee hoặc cái nha. Không nói thật, ba con trong bảy con quan trọng nhất và cũng là ba con năm sao ha. Bây giờ tới bốn con còn lại là những con bốn sao. Rồi để dừng video chỗ này nói luôn. Giờ vô đây là mọi người cũng biết bốn con còn lại, bốn con bốn sao còn lại. Thì mấy ông chơi hổm rồi hoặc có lên stream nhiều là biết rồi. Bây giờ chỉ có mấy ông mới mới không có biết bốn con còn lại là gì sau khi nhìn chỗ này thôi. Đúng rồi đó. Ăn trên luôn. Ba con bốn sao. Thứ nhất, Xin Chù. Xin Chù là một con gọi là nó xuất hiện tần suất nhưng là cực kỳ cao, từ ngày up Xin Chù luôn là xài, up Xin Chù lên là xài liên tục. Ít khi nào cho nó được nghỉ ngơi lắm. Đây con đặc biệt quan trọng để mà mình mid đi với đi bách hỏa. Thường thường là đi bách hỏa thì nó cần cái con thủy để mà cấp thủy để nó chế bốc hơi. Thì hỏa cơ bản nó đánh phản ứng thuận rồi, tức là tấn hỏa với nước á. Ông này nè, thực ra ông cũng đi đi, đi được với băng nhưng mà thông thường cách xài hiệu quả nhất là đi với hỏa. Và đi băng, thực ra đi băng vật lý đều được. Nói chung là những cái con nào mà nó có đánh vật lý xen trong đó là đều đi sinh trưởng, dùng nhất là đi với hệ hỏa ông này ha. Ngoài việc cấp nước ra còn có cái lượng sát thương bổ sung rất là nhiều. Mưa kiếm đâm xuống thì tạo ra lượng nước rất là nhiều, chưa kể cái vòng e thì nó lại là hồi máu và giảm gián đoạn. Ok, còn cái quy của ổng thì coi như xài liên tục, anh em cầm cái tỷ lệ lên đá hai cái e cái này cấp nước full time mà lại có sát thương lớn nữa chứ làm sao mà bỏ qua được. Còn vị trí thứ tư trong bảy con của mình đó là con gì? Rồi tiếp theo nói luôn con thứ năm. Con thứ năm kế bên chứ đâu, con thứ năm là con Sang Linh. Con Sang Linh này nó tại sao nó quan trọng, tại vì nó là một con có cái sát thương rất là lớn, gọi là uphill á. Cái QB của nó xây cái dòng lửa xung quanh, sát thương rất là nhiều và nó lại cấp hỏa liên tục nữa để cho mình đánh thử rất là dễ. Thì riêng cái con Sang Linh này nó không, nói chung là nó đi với team nào cũng được cả. Cái team nào mà bị thiếu sát thương mà cần một con uphill cái sát thương thì con Sang Linh sẽ bỏ vào được thôi. Mặc dù tối ưu nhất vẫn là đi với những team mà có nước nhé, có thủy thì cái bốc hơi rất là ngon, nhưng mà cơ bản là đi team vật lý cũng bỏ Sang Linh được, team hỏa cũng bỏ Sang Linh được, team thủy cũng bỏ Sang Linh được. Chục team nào cần sát thương bỏ nó vô, sát thương nhiều lắm. Thế nào? Đó, còn thứ sáu kế bên luôn. Sáu con này mình phải dùng từ là sao? Hỏa thần đó. Con này coi như là một con gọi là hệ thần rồi. Đây là nhân vật có tỷ lệ sử dụng cao nhất trong cái danh sách bắt từ trước đến nay, thậm chí nó còn quan trọng, nó còn sử dụng nhiều hơn cả Kazuha với Yong Li với Lôi Thần nữa. Con bé này nè, nó vừa hồi máu mà lại còn búp cái tấn công, còn coi như búp tấn công nhiều nhất trong game luôn, búp coi như là lên khoảng ngàn hai ngàn ba tấn công, vừa hồi máu vừa búp tấn công, và hai kill này đều rất là dễ xài, không có đòi hỏi một cái thao tác phức tạp gì, đặc quyền cái có hồi máu không rất là dễ dùng. Thực ra có những con có búp tấn công trong game này nữa khó dùng, mức tấn công cũng rất là nhiều, khó dùng lắm, không có bằng con Bennett này đâu. Thực ra nói về con Bennett này là nếu khen cả ngày cũng được, một con bốn sao quá hoàn hảo. Thậm chí có nhiều lúc cái Hojo đã âm mưu và hạ bệ con Bennett này. Nếu anh em để ý thì một Hojo đã làm trò này mấy lần. Lần đầu tiên là cho xuất hiện con hôn sao, hôn sao đó là anh công chúa đang được con cưng mỏi ánh mắt đọc nhiều. Hôn sao thì lại là con đó lại là càng máu ít đánh càng mạnh, Bennett vô bóp nó. Cái tự nhiên là thôi chứ bạn lúc đó mình cứ nghĩ trong đầu mình nghĩ à sau và sau mình sẽ tạo ra những thêm những con hôn sao bản tiếp theo giống giống hôn sao và phá con Bennett, mà cũng may mắn chỉ có một lần hôn sao thôi. À, là cái lần là hạ bệ âm thầm hạ bệ Bennett là thứ nhất. Lần thứ hai là cho ra mắt cái con Sara gọi là một con gọi là búp tấn công cũng ngang ngửa Bennett, nhưng mà thời gian cũng bị nhà bị chán không bằng được. Tại vì sao? Tại vì con này búp rất là phiền, có bờ lại búp có 6 giây bắn một cái tạo cái lồng hạ, đứng trên cái lồng hạ đó không được cho người ta nhồi, cho nên là mấy lần hạ bệ Bennett đều không thành công. Nhưng mà mình nghĩ cái quá trình này sẽ tiếp tục trong tương lai. Gần đây nhất là mình thấy gì, ra mắt con Di Lăng này, ra con này để mà chơi xỏ con Bennett thì chắc chắn họ sẽ với cái hạt đó thì sẽ có những con kiểu này nữa, những con mà con Bennett thì không còn búp được chứ.
Nhưng mà cho dù tới cái ngày đó xảy ra thì mình nghĩ con Bennett vẫn còn cái giá trị của nó, bởi vì cái việc cái chuyện thoải mái, cái heal của nó thì không có phế được, cái heal của nó rất là dễ xài và hiệu quả, cho nên mình nuôi con Bennett không có tiếc nuối gì cả, úp cùng mạnh cho nó cũng không có đúng, không có sợ đúng đúng kém. Có điều cái chỗ để ý cho con về bên con Bennett chỗ này ha, thì cái cung bánh sáu của Bennett thì hơi bóp những con gọi là đánh vật lý thôi, à, vật lý hoặc là Eula đánh thường thì nó bị chuyển thành sát thương hỏa, nên cố gắng nếu mà không có định nếu nếu mà mình có ý định chơi vật lý hay là chơi những con đánh tay để Bennett ở cung năm thôi ha, lên cung bánh sáu không đánh nguyên tố hay đánh sát hỏa là chính thì cứ lên sáu đi, lên sáu thì bóp thêm được chút sát thương tố hỏa chặt mới đã. Con thứ tư nè, thứ năm, thứ sáu, con thứ bảy lại nằm đây luôn, thứ bảy con Diona. Rồi cái lý do mình xếp con Diona vô vị trí thứ bảy này là sao? Đầu, nó nhiều tác dụng lắm, tác dụng chính quan trọng nhất là nó là con heal. Ha, trên đây mình có Bennett rồi, thì đi la hàng cần hai team thì chỉ phải có một con heal 4 sao nữa. Con Diona là 4 sao là thứ nhất. Thứ hai nó là nguyên tố băng thì nó lại đi đi cặp với cái đội hình băng rất là hợp. Nếu mình đi gọi là đi bết băng giống như Ayaka à Ganju gì đó. Con băng để lấy cộng hưởng thì đứa này quá đẹp rồi. Nó gọi là nó backup cho cái Bennett. Yuna đi với cái băng nó phải gấp cái chuyện mà đánh đôi công, thứ nhất, thứ hai là vấn đề sinh tồn. Trên team này thì có Bennett, dưới đây có con Yuna, vậy là nó sẽ hàng cho mình một cái hạt mình nó sẽ hết sức hợp. Có 7 con này rồi mình sắp team dễ, phía trong những vấn đề la hàng rất là dễ. Còn cái việc mà la hàng nó có bóp mình hay không thì mình chỉ đổi đi bết thôi. Hoặc còn là tới phần đi bết này. Còn đó thì mình sẽ nói sao đi bết dễ nói thôi. Mà trong video này mình sẽ chốt lại nha, nói nhiều dài. Đó là 7 con quan trọng và nền tảng để anh em xây dựng một cái ạt chơi Genshin Impact cực ngon. Cái này không phải là sim hay wibu gì cả, cái này có thể nói là cái nền để cho anh em wibu về sau, tức là sau khi mình có 7 con này rồi, banner thấy có Klee quay ly về, ừ có ly về chơi được, tại sao mình đã có Kanya, có những cái đội hình để cho con ly này ngon rồi, hoặc là sắp tới có Yobia sim Yobia quá wibu Yovia quá thì đem Yovia về, nếu trong trường hợp mình đã có 7 con như là cái video này nói nãy giờ thì con Yovia sẽ đỉnh cao luôn, tại vì nó đã có những cái nền tảng để game mà chơi rất là ngon. Sau này lỡ mà ai hay tham hệ thảo ra mọi người chạy vô có nên quay ai hay tham không tiếng mắt, thì như cái tinh thần mình nói nãy giờ mình đã có 7 con này rồi, có ai hay tham về ok ngon luôn, tại ai hay tham đã có cái nền để phát triển rồi, và sau đó công việc của anh em là quy mô thôi. Đó là cái điều mình muốn nói trong video này ha. Còn quan trọng nhất cho bạn Cao Genshin Impact, quan điểm trước mắt bao gồm: thứ nhất Kazuha, thứ hai Yongli, thứ ba Lôi Thần, thứ tư Shinju, thứ năm Bennett, thứ sáu Sangdin, thứ bảy Diu, rồi sau đó con đi bếp là Weibo. Thấy con nào về cũng ngon hết, thấy xả láng, có tiền cứ lấy, có tiền thật cứ đó. Trong video này mình cũng hy vọng là anh em, nhất là những bạn mới, sẽ hiểu được cái cách mà trò chơi này hoạt động, có còn quá ngỡ ngàng vì sở hữu nhân vật trong cái Genshin Impact. Con đường phía tới của anh, sắp tới của anh em rất là khá là nhẹ, cái căng ok. Và nếu mà anh em ở dưới ai có ý kiến khác thì comment biết nhé. Video tới đây chấm dứt được rồi. À, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại video tiếp theo nhé.